bây giờ chúng ta nghỉ chút em ha. Được rồi. Mình đi hái nãy giờ rồi mình mệt quá, mình ngồi nghỉ chút đi. Qua wow, nãy giờ để coi hái nhiều chưa nè. Mở khẩu trang ra, mở đồ ra, mời ăn tự nhiên làm như kiểu thơ bao trái. Ồ, trái to quá trời bây giờ. À, anh chủ vườn đâu rồi? Đây. Bây giờ nãy hái cũng được hơi nhiều đó. Rồi nhiều. Đó là đi ngồi xuống nghỉ ngơi tí xíu coi. À, chị ơi nghỉ chút chị ơi. Cho đây chị. Ngồi đây chị. Cho ăn đi chị. À, bây giờ mình bắt đầu ăn nha. Rồi mệt chưa? Mệt. Đây nè mình sẽ mời các bạn. Rồi. Đây mình sẽ cho các bạn xem nha các bạn. Đây mở hết ra đi. Đây bỏ nó đây. Bỏ vào đây. Đây ngồi gần nhau. Ngồi gần nhau. Kêu vô đây Nam ơi. Vô đây. Vô đây. Anh kia tên gì nhỉ? Vô đây. À, anh ơi. Ăn ăn miếng đi cho rồi hai tiếng anh ơi. Vô đây. Mệt quá bây giờ mình làm thử thức đi. Nam mới được chứ. Đây có đây là Nam hả? Ừ. Nam ok. Rồi bây giờ kính thưa bà con. Bây giờ tôi đi rất là mệt, hái rất là mệt rồi. Giờ chúng tôi ngồi xuống dưới đây chúng tôi ăn tại chỗ luôn. Có phải bó một trước khi ăn? Không. Cái này như chúng ta chỉ cần tách ra thôi anh. Tách ra đây. Vâng. Đây mình tách ra. Tách ra. Vâng. Cái này là đó, không có mũ nha anh. Không có mũ. À, khác biệt hú xưa Việt Nam mình là không có mũ. À, không có mũ nhiều ha. Rồi ok. À, mình á là bây giờ mình ăn nó nè. Cái này không cần phải bóp như vú sữa kia đâu. Cái vú sữa kia phải bóp, cái này không cần bóp. Thế là ăn thôi anh. Em ăn bóp. Ừ, múc cho coi. Rất là ngon. Ôi trời nắng này mà ăn nó mát quá anh ha. Em ăn thử coi ngon không? Tuyệt vời anh, cái này là em ơi. Ăn rồi là nghiền luôn. Cái này ăn có chữa, để lên. Đâu, chạy ra rồi, chạy nhanh thoải mái đi. Không bây giờ bóc cơ. Không. Trái này rất là to, tôi ăn trái này là 150.000 trái này đây nè. Đây. 900g. Đó. Rồi. Đó. Vỏ rất là mỏng. Rất là mỏng. Okay. Em vô đây. Vô đây. Vô đây cùng thưởng thức nè. Cho em một miếng cái nào. Em cắt cái trái này. Em chỉ có tại vườn này em mới được ăn thoải mái như thế vậy thôi chứ mang ra thị trường là 500.000 một ký rồi. 500.000 một ký mà nãy giờ tôi đi vòng tôi ăn cũng 4-5 trái rồi. Mà bây giờ bắt đầu mới ngồi xuống đây anh em giờ mới thưởng thức nè. Này, màu trắng tinh khiết anh ạ. Đúng rồi, cái này là da rất là mỏng. Da mỏng nha. Không có nhựa nè, không có mũ. Không có mũ gì hết nè. Chỉ có cây trái vú sữa hoàng kim này rất là nhỏ. Rất là nhỏ. Có vú giống có vú đây. Núm. À, da thì dày, nhưng mà da ở đây rất là mỏng mà không có mủ. Không, để nói cho bà con biết. Nè, nước chảy luôn. cái vú sữa trồng hạt là nó có cái núm anh ạ. À. Nó có cái núm ở đây này. Đúng rồi. Thì cái đấy người ta gọi là vú sữa. Dạ. Còn này của mình là hoàng kim quả. Hoàng kim quả. Này, hoàng kim quả chứ là không có núm nha bà con. Còn kia thì có cái núm. Ôi sao em vô đây. Ôi trời, sao ngồi kia ngồi trước đây nè. Người đẹp mà vô đây. Đẹp này là sao anh phải lên. Cô này là đi hái vú sữa tôi từ sáng tới giờ. Ăn thấy sao? Ngon hả? Ồ, sướng không? Em cái cảm giác em ăn thế nào? Cảm giác ăn thế nào? Rất là ngon mà giòn anh. Giòn đúng rồi. Ngọt nè, mát nè. Giòn mà nước nhiều quá ha. Vị thanh sữa vị nhiều. Thanh mát. Do chủ nhân của nó tên vị nên là cái mùi vị của nó đặc biệt lắm. Mình là ba vị nên là quá ngon. Ăn lúc nào cũng có ba vị đặc biệt anh. À, kính thưa quý vị, sau khi ăn 4-5 trái hoàng kim quả thì hết mệt rồi. Mà thực sự là chưa có bao giờ mà tôi được thưởng thức một cái bữa ăn mà nó ngon như thế này. Cực kỳ ngon. Đó, mọi người là coi như nãy giờ hái một giỏ này đầy mà ăn sắp hết cái giỏ này rồi. Đó, nãy giờ là ăn quá thì ăn luôn. Ăn đi anh, ăn thoải mái đi. Nữa ha. Đây, trái này nếu mà mang ra thị trường bán là khoảng 80.000. Nhưng mà anh tới đây anh ăn thoải mái đi. Thôi mình ăn luôn đi. Chứ giờ bây giờ nếu không ăn thì nó phí quá. Ăn luôn bà con ha. Trái này nè to thấy không? Ôi trời sao nước nhiều quá anh ơi. Cái này sữa nhiều mà anh. Ôi trời ơi mà vỏ mỏng chưa. Đây bà con, đây là sự thật. Đúng là sự thật, không còn gì để mà thắc mắc nữa rồi thưa bà con. Trái này là trái sự thật, ngồi ngay tại gốc 10 năm. Mà hôm nay tôi đáng lý ra là tôi đi công tác rồi nhưng mà bởi vì hẹn với lại giám đốc là hôm nay là đến đây để thưởng thức. Cho nên là buộc là phải đến thì cảm ơn anh rất là nhiều.
Thật sự là lần đầu tiên mà chúng ta gặp nhau cho đến bây giờ chỉ có trái này cũng hút tôi tìm đến anh thôi. Chứ không phải không có gì bằng cái này. Đấy, hôm nay đến nên đây là anh đi đâu đi anh cứ nhớ nè ba. Ngồi bên giám đốc anh ăn miếng này đi. Ngon quá là no. No. Ăn còn kêu mặn no cơ mà. Anh phụ em. Phụ đi, phụ em. Chắc em anh phụ đi, anh no quá rồi. Rồi, ok. Rồi em bán. Xin chào bà con và kính chúc bà con á là tìm được giống tốt nha bà con. Nhắc lại lần nữa là giống của chúng ta đó là phải giờ là giống ghép. Còn giống trồng hạt trái rất là nhỏ và nó có cái núm. Còn giống này không có núm nha. 10 trái thì không có núm hết cả 10. Không có núm to mà không có núm nha bà con. Vỏ mỏng, ít nhựa, ít mủ, rất là ngon. Rồi, chào bà con.